Em còn mấy cái mic nữa thanh lý nhá, còn khoảng tầm 20 cái mic nữa thanh lý lốt nhá. Em thanh lý hết khoảng tầm gần chục thùng rồi. Đấy. Còn 20 cái nữa thanh lý lốt này. Victor Hammerhock này khẳng định luôn nhá, mic nhà em mà đã bán rồi thì chắc là ít mic khác trên thị trường mà phải nói là có chất lượng bằng được nhá. Đây. Sờ vào cái này là của em là sờ vào nó ráp. Sờ vào ráp là khả năng nó khắc chìm luôn hay sao? Đấy. Sờ vào sạn sạn này này, sạn ráp tay luôn nhá. Đấy. Khả năng là cái này nó khắc chìm. Đấy. Gây rợ này. Em khẳng định luôn nhé, bởi vì rất nhiều khách hàng nhà em đã mua mic của nhà em rồi. Và quý vị đã hát và phải nói là cái mic này đã nhà em đã nhận được rất nhiều cái phản hồi lại và nó cực kỳ tốt nhá. Đây. Đấy, còn khoảng 20 cái mic Tomahawk nữa. À, bình thường những cái mic này trước là nhà em bán khoảng tầm 450 một cái nhá, 450 một cái, nhưng hôm nay em xả lỗ vốn luôn nhá. Còn 270.000 một cái. 270.000 một cái mic này nhá. Đấy, quý vị nào lấy thì alo cho em ngay nhá. Đấy, 270.000 một cái. Quý vị nào lấy alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Quý vị nào lấy nhanh tay nhé. Mic này em khẳng định luôn, cam kết luôn với quý vị nhé. Phải nói là nó không hề thua kém mic Tomahawk nào trên thị trường. Dòng này là dòng, nhà em là dòng loại 1 nhé. Đấy. Con này mà là gọi là loại 2 thì chả còn loại nào là loại thứ nhất nữa. Đấy, đây. Nhà em thì trước nhà em chuyên về đồ karaoke, quý vị biết rồi đấy nhá. Toàn chọn những mic loại mic 2 thôi, dòng này mic loại 1. Có rất nhiều cơ sở người ta bảo đây là mic bãi hàng Nhật thì không đúng, bởi vì nhà em chuyên làm về hàng Nhật. Cho nên là cái này nó là mic hàng loại 1 thôi nhá quý vị nhá, hàng loại 1 thôi nhá. Đấy, không phải hàng Nhật, đấy em khẳng định luôn. Và mic này hát thì phải nói tuyệt vời luôn. Cầm lên hát thì tuyệt vời nhá. Như là quý vị mua mic 8 900 nghìn luôn. Đấy. Thì trước mic này nhà em toàn bán 450 500 nghìn thôi. Và đấy, hôm nay xả 270 nghìn nhá. Đấy, quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Quý vị nào lấy alo cho em nhá. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.